Bà chào tất cả các cháu. Tối hôm nay bà sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện cổ tích nói về một bà lão sống trong cảnh nghèo khó nhưng lại có tấm lòng hiền lành và tốt bụng. Các cháu cùng lắng nghe nhé. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ nọ, có một bà lão tuổi cũng đã cao và vô cùng nghèo khó. Trông bà rất gầy gò, ốm yếu, nét mặt bà nhăn nhúm và đượm một vẻ buồn phiền. Bà sống một mình trong một chiếc lều nhỏ rách nát chỉ đủ che mưa che nắng chứ không che được những cơn gió rét của mùa đông. Bà không có con, không có cháu bên cạnh mình để đỡ đần và chăm sóc những lúc ốm đau. Ngày qua ngày, bà phải ra ngoài đồng mò từng con cua, bắt từng con ốc nhỏ để đổi lấy tiền mua gạo sinh sống qua ngày. Bà lão lẩm bẩm: ngày nào cũng chỉ có mình ta, không biết khi nào mới bớt khổ đây. Rồi một hôm, trong lúc đang bắt ốc, bà bắt được một con ốc rất đẹp. Con ốc có chiếc vỏ màu xanh ngọc bích, nó to hơn ngón cái bà một chút và tỏa ra những ánh sáng lấp lánh rất đẹp dưới ánh mặt trời. Bà vui mừng, nâng niu con ốc trên đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo và đầy vết chai sạm của mình, bà nói: chà, con ốc này đẹp quá, lạ thật, sao lại có con ốc đẹp đến thế này? Bà thấy rất thương ốc nên bà không bán mà đem nó về nuôi trong một chiếc chum nước dựng ở sân nhà. Ngày qua ngày, bà vẫn cặm cụi với công việc của mình. Bà vẫn ra đồng mò cua bắt ốc. Nhưng bà rất đỗi ngạc nhiên khi trở về nhà, tất cả sân nhà đã sạch sẽ tươm tất, vườn rau phía sau nhà thì đã sạch cỏ, cơm nước trên bàn đã nấu tinh tươm. Bà nghĩ mãi nhưng không thể nghĩ được ai đã giúp mình. Lạ thật, ai đã giúp ta dọn dẹp và nấu nướng thế này? Hôm sau, bà vẫn ra đồng như thường lệ nhưng lần này giữa buổi bà quay trở về nhà. Về tới cổng, bà rón rén bước tới nép sau cánh cửa để xem ai giúp bà hôm qua. Bà thấy từ trong chiếc chum nước bước ra là một cô gái xinh đẹp, làn da cô trắng hồng, đôi mắt to đen như mắt bồ câu ẩn dưới hai hàng mi cong vút. Mái tóc cô đen một màu đen ánh và dài óng ả. Cô khoác trên mình một chiếc áo màu ngọc bích, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng cô vẫn làm việc nhà một cách nhanh thoăn thoắt. Cô dọn dẹp nhà cửa, quét sân, nhổ cỏ sau vườn. Khi công việc vườn tược xong xuôi, cô lại đong gạo nấu cơm cho bà lão. Bà lão thầm nghĩ: thì ra con ốc này là tiên, cô ấy đã giúp ta mỗi ngày. Đến lúc này thì bà lão đã nhận ra tất cả, thì ra đó là một nàng tiên ốc. Bà nhẹ nhàng bước tới chiếc chum, lấy chiếc vỏ ốc rồi đập vỡ. Nghe thấy tiếng động, cô gái vội vàng quay lại chiếc chum để chui vào chiếc vỏ ốc nhưng đã quá muộn. Bà lão chạy tới ôm lấy cô và nói: hãy ở lại với ta coi con như con ruột của mình. Chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Cô gái trả lời: dạ, con sẽ ở lại bên mẹ. Nàng tiên ốc và bà lão sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ. Mỗi ngày, nàng tiên chăm sóc bà lão, cùng bà làm việc ngoài đồng, và căn nhà luôn rộn ràng tiếng cười. Từ đó trở đi, bà lão và cô gái sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Câu chuyện bà kể đến đây là hết rồi, hy vọng các cháu sẽ thích nó. Câu chuyện này mang thông điệp về lòng nhân hậu và sự đền đáp xứng đáng cho những người sống tốt bụng. Các cháu nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp bà để các bạn cùng nghe nhé. Bà chúc các cháu ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp.